phải bạn thường được mọi người khuyên rằng hãy chọn những sản phẩm mỹ phẩm có độ pH chuẩn hay cân bằng độ pH rất cần thiết. Vậy bạn đã biết về độ pH của da và có những cách nào để chúng ta cân bằng da một cách hiệu quả? Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết qua bài viết sau. Hãy tham khảo để có những kinh nghiệm cụ thể cho mình nhé. Độ pH là gì? Độ pH của da có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của làn da, và độ pH còn bị ảnh hưởng bởi tác nhân bên ngoài và hormone bên trong. Độ pH chính là mức thăng từ 0,14, và độ pH dùng để đo tính axit, acidic hay tính kiềm, alkaline. Làn da của chúng ta có một độ pH tối ưu nhất định để cho da luôn mượt mà và đủ ẩm. Độ pH bao nhiêu là phù hợp cho làn da? Độ pH tự nhiên dao động trong khoảng 5,5 thì làn da có tính axit nhẹ. Độ pH quá cao hay quá thấp cũng sẽ ảnh hưởng tới làn da của bạn, gồm cả vi khuẩn và cả dầu trên da. Khi da có tính axit cao hơn thì lợi khuẩn không kiểm soát được hại khuẩn nên dễ khiến da bị mụn và đỏ. Nếu làn da có tính kiềm quá cao thì lại dễ có các dấu hiệu lão hóa xuất hiện sớm. Mất cân bằng độ pH của da do nguyên nhân nào? Da tiếp xúc với hóa chất không phù hợp, chất nhũ hóa ẩn sẽ làm mất các loại dầu tự nhiên trong làn da, khiến độ pH của da dễ bị thay đổi. Chất tẩy rửa hay chất tạo bọt mà chứa các chất như sodium lauryl sulfate sẽ khiến làn da mất cân bằng độ pH. Thay đổi lượng hormone trong cơ thể. Hormone là tác nhân gây ảnh hưởng lớn đến độ pH của làn da. Các hormone estrogen và progesterone biến động khiến làn da sản xuất ra nhiều dầu thừa và mất đi độ pH. Ngoài ra, hormone cũng thay đổi vào độ tuổi 50 tuổi hoặc giai đoạn mãn kinh. Chế độ ăn uống không phù hợp. Chế độ ăn uống nếu không phù hợp và nhiều chất không lành mạnh có thể gây dị ứng và làn da bị mất đi độ pH tối ưu. Cách cân bằng độ pH của da. 1. Thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh và healthy hơn. Độ pH của da bị ảnh hưởng bởi các thực phẩm nạp vào cơ thể. Nếu muốn da cân bằng và đẹp từ trong, bạn cần cân bằng độ pH cơ thể trước. Bạn hãy bổ sung các loại trái cây tươi xanh và tránh các thực phẩm như sữa hay các loại thịt. 2. Không tắm rửa quá nhiều lần trong một ngày. Cách hiệu quả để giữ độ pH phù hợp cho làn da là không làm sạch da quá nhiều lần. Độ pH sẽ tăng 1,1 sau khi bạn tắm rửa mà không dùng các sản phẩm như xà phòng hay sữa tắm, sẽ tăng 1,2 sau khi bạn tắm rửa bằng xà phòng. Trong vòng 1-2 tiếng sau đó thì tính axit của làn da mới được phục hồi về mức tự nhiên, đó là 5,5. Bạn chỉ cần tắm rửa vào buổi tối để làm sạch bụi bẩn, tránh tắm quá nhiều lần trong ngày. Sau khi tắm, bạn cũng có thể dùng toner chăm sóc da hoặc kem dưỡng da. 3. Chọn các sản phẩm mỹ phẩm cẩn thận. Khi mua mỹ phẩm, bạn hãy ưu tiên sản phẩm có thành phần tự nhiên. Bạn có thể ưu tiên các loại mỹ phẩm có chứa các chất chống oxy hóa để giúp duy trì độ axit của da và tránh được các ảnh hưởng xấu từ môi trường. 4. Chăm sóc làn da mỗi ngày. Đắp các loại mặt nạ tự nhiên. Các loại mặt nạ có chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo vì vừa phù hợp và vừa dễ làm. Dùng mật ong. Tẩy tế bào chết định kỳ. Khoảng 1 tuần 1 lần hãy tẩy tế bào chết cho làn da của bạn. Dùng kem chống nắng thường xuyên để bảo vệ và giữ cho làn da của bạn một cách tối ưu và không bị tác động bởi tia UV. Trên đây là những thông tin mà bạn quan tâm về độ pH của da là gì và làm sao cân bằng độ pH cho da. Chúc các bạn có một làn da đẹp, và nếu có thắc mắc gì hãy để lại comment cho chúng mình nhé.